ra ngoài thì nắng lắm. Đâu để em ra ngoài này thử rồi lôi bé nó vô. Nè cái nè bên đây bé nó bị hai tay á. Bé nó bị chói nắng nè. Chị thấy không? Ủa sao mình không dừng ở đằng trước này? Không. Nè. Bị kẹt tay á. Thương ghê á. Gặp nhiều người khổ mà hôm nay gặp chị khổ hơn nữa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì trên cái đoạn đường mà đi lên nhà chị Nguyệt ở thành phố Hồng Ngự để giúp đỡ thì Bùi Hồ ngang cái đoạn đường ngang huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp, Bùi Hồ gặp một cái cảnh này nên Bùi Hồ muốn quay lại cho cô bác quý anh chị xem và tìm hiểu thật hư câu chuyện người mẹ mà đẩy con bán vé số như thế nào. Em chào chị. Ủa sao mình làm cái công việc gì đây mà đẩy mấy bé như thế này? Vậy hả? Chị chồng chị đâu? Con bán vé số rồi luôn. À. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 32. Ủa tại sao lại đẩy mấy bé như thế này chị? Ở nhà không ai chị giữ hết đó rồi đẩy nó đi bán như nè. Kiếm đồng gam vô ngày 100 tệ số vậy đó. Rồi chị với anh có mấy người con? Hai đứa. Hai đứa hả? Rồi anh đi bán có đẩy không? Không, anh không có đẩy, chạy xe vòng vòng bán. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 43 tuổi. Là cứ xe là bé là nó cứ theo chị hay sao? Rồi đi theo chị nè, tại vì nào ấy dạy vậy cho nó ăn cơm. Bé là bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi này 2 tuổi. Nhà của chị ở đâu mà không gỡ mấy bé? Ở Tâm Nông nè, Đồng Tháp nè. Bé này tên gì? Mâm, mẹ Ngô. Bé nhỏ tên bé này là mấy tuổi? 2 tuổi. Hai bé này 2 tuổi hả? Ừ. Tên ở nhà 3 tuổi. 3 tuổi. Rồi bé như thế chị thấy không ai giữ thì tại sao chị không gỡ nhà trẻ? Gỡ nhà trẻ thì ngại lắm. Bán có 100 tờ lời có 120 thì gỡ thì đâu có dư nữa. Chị thấy nó nắng tội nghiệp cho nó lắm không? Sao nào hả, nắng thì em đẩy vòng vòng mấy quán cơm rồi em bán. Tại hôm nay bán chậm em phải lên tay em bán. Chị đẩy lên cái bờ kè đi. Lên cái ấy nè. Một ngày là chị bán bao nhiêu tờ? Có 100 tờ rồi ổng bán hả, 50 tờ là ngày có 150 vé. Một ngày hai vợ chồng bán 150 vé. Bữa nào ổng bán nhiều thì ổng lấy nhiều, bữa nào bán ít thì chia số cho người ta, đâu có dư đâu mà muốn trà trọ nữa. Xem cái này cho. Rồi. Trời ơi, thấy thương quá nè. Sáng giờ chị bán được nhiêu tờ rồi? Có 40 tờ số à. Nhiêu? 40. 40 tờ hả? Nhà chị gần đây không? Gần, Tú ở dưới kia lận. Nhà mướn á. Mướn hả? Mướn bao nhiêu một tháng? Ngày và tháng 700 ngàn, đi nước luôn 900. 900 ngàn. Chị với anh là bán mỗi một ngày 150 tờ. Có lúc hả, hai vô 200 bán xuyên luôn là 200 vé chẳng. 200 vé là được 200 ngàn. 240. 240 ngàn. Rồi tiền nhà rồi ăn uống tiền sữa sùng vậy đó rồi hả, chi ra còn có 100 ngàn à. Ngày là còn được 100 ngàn. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 43. 43 tuổi, chị thì 32. Thì ai nghĩ ra cái cách thiết kế một cái chiếc xe như thế này đây? Chồng em á. Em thấy em thương quá, chạy ngang tự nhiên em tình cờ em gặp chị thấy thương quá nè. Tại em bán, tại nay bán chậm em phải lên Tú trên kia em bán vòng vòng chợ vòng vòng đó đó, thấy lạ lạ người ta mua. Nó nóng dữ không chị? Chị đẩy không, đi ngoài mà được. Đẩy đi không nóng mà ngừng nghĩa hầm lắm. Hầm lắm hả? Ôi nhìn vợ bé đáng thương ghê luôn á. Trời ơi. Sáng giờ mấy bé ăn uống gì chưa? Ăn rồi, ăn cơm ở nhà. Cơm ở nhà rồi hả chị? Sáng xong rồi đẩy đi rồi xong rồi cho hai anh em uống ba bịch sữa. Này uống hả, đến hai bịch lần này uống có một bịch à. Các bé dễ chịu không? Dễ lắm, nó uống no là ăn, no là ngủ à. Trời ơi. Khi mà các bé thức thì sao? Nó thức thì em đẩy em vòng em chợ em bán nè. Thức thì ở trong này chơi luôn hả? Ở chơi vậy luôn á. Rồi ai chơi đồ chơi thì nó chơi, còn không chơi hai anh em chơi vậy đó. Thường là mấy giờ chị về? Em hả, cỡ chiều 4 giờ chiều rồi. 4 giờ chiều mới về. Đây đi ra, chừng nào chồng em rước thì hả em về, còn chồng em không rước thì em đi chơi em về. Vậy là chồng chị chạy xe Honda bán. Không. Bán vòng vòng đây luôn nè. Trời ơi. Để vậy là người ta té nè. Té bên đây. Rồi em không biết là nếu như mà trời mưa thì sao? Giờ mưa em đục mưa em bán vòng vòng ở đây nè. Ví dụ mà trời mưa hả thì hả em bung số ra ngoài. Hỏi ơi. Nhưng mà mưa nó có tạt không? Không, không có tạt, em che cái này xuống. Thôi chị xả xuống cho em xem ơi. Này là tự chế, xe này hết bao nhiêu tiền đây? Cái này ở chồng em chế tắt nhà á. Chứ chơi tốn có 1 triệu mấy à. Đó giờ mưa che vậy nè. Em ngăn ra vậy nè.
Chị bán vé số với anh là được bao nhiêu năm rồi? Em bán được 3 năm rồi. 3 năm. 3 năm là đẻ ba hai đứa này luôn á. Là chiếc xe như thế này là gắn bó 3 năm rồi. Không, xe này mới đây à. Mới đây hả? Tại trước khi bán là để xe nhỏ xíu à, ta cho mà. Chứ là lúc em có bầu á là em có bầu bằng anh đó này là đẻ này là mà. Là có bầu là em bê thằng anh đó là mới đẻ này ra nè. Xong rồi ta thấy vậy ta cho xe đẩy nhỏ đẩy. Hai đứa nằm xe đẩy nhỏ xíu à, chặt lắm. Đó chừng nào nâu vậy nè, em che vậy nè. Mưa đó. Trời ơi. Mưa là dần xuống là vô đây rồi chị. Em hả? Em đi bán. Rồi em để nó ngay chỗ mấy quán cơm, cái mỡ này nọ dài dài đó đó, mấy quán cơm chi này nọ rồi đó, em vô em bán em gỡ người ta con em á. Rồi em bán vòng vòng chứ với số nhiều quá ôm sao. À mưa thì chị hạ cái này xuống gỡ ở trong quán cơm. À thì em đi bán vòng vòng ngay mấy chỗ đó đó, người ta thấy người ta mua ủng hộ với số rồi. Đó ừ. Vậy đó. Thường giọng này chắc chắn không ta, có khi nào nó không không có. Không có gì đó. Con em mới nhảy nhúng vô tùm lum chển á. Cô bán của anh chị không biết như thế nào mà chị tên gì? Thủy. Chị Thủy hả? Chồng chị tên gì? Tèo. Là chị không có ruộng đất gì hết hả? Không. Có anh em ruột thịt gì không? Em ở dưới thành phố lận. Chị ở Sài Gòn. Ở quận mấy? Một. Quận nhất hả? Chị về đây sống lâu chưa? Mới 3 năm mà. À. Em lấy em này cũng mới lây à. À chồng chị thì ở đây. Ừ. Chồng chị có anh em gì không? Sao mà không gỡ bà? Không có con. Cha bà và chồng em già rồi đó, giữ mới được. À vậy là mẹ chồng già rồi hả? Ừ, dưỡng mới được. Còn em lấy chồng lên đây có mình à. Giờ mấy người ở đây ta thấy tội nè, tao mua ủng hộ với số này nọ rồi vậy thôi à. Thôi người ta cho gạo thôi là cái này nọ rồi đó. Người ta hay như gạo tháng 10 hay này nọ rồi nè, gầm đồ á, người ta cho em hả 5kg 10kg gạo ăn rồi đó. Trời ơi, miếng này cũng nóng lắm á. Không, ví dụ mà ngừng thì không có nóng, hai đứa này nó ngủ lâu lắm. Đó. Hôm chị nói là mấy giờ chị về? Đến 5 giờ chiều rồi em mới về rồi. Sáng mấy giờ chị đi? 5 giờ sáng em dậy em đi em cho mấy đứa này nè, ăn nấu cơm nhà đó, em cho hai anh em nó ăn. Nó ăn cơm, nước tương hay chan canh gì đó. Rồi ăn rồi đi bán. Trưa thì mình đem cơm trưa mình ăn luôn. Không, vô em ăn cơm chay có 10 ngàn à. Dạ. Rồi tao không có lấy tiền đâu, lấy số em. À. Trời ơi, thấy cuộc đời khổ ghê á. Để nó ngủ vậy đó. Cái máy này là anh hàng hết luôn hả? Không có, đem ra ngoài tiệm người ta hàng giùm á. Mà ta lấy tiền cà phê rồi ta không có lấy tiền. Ta lấy tiền cà phê á, cắt nhà. Rồi em đẩy thôi. Rồi cũng khó đẩy nha. Đẩy mấy bé nó bị lắc lư nè. Không, tại vì xe này bị hư rồi, chưa có sửa lại, chưa có tiền, chưa sửa. Để mốt có tiền em mới làm lại. Ra ngoài này nè, ở đây nãy giờ trong mát nè, cô bác của anh chị sẽ thấy ra ngoài này nè, bé nó bị chối nè. Nắng lắm, ra ngoài thì nắng lắm. Đâu, để em ra ngoài này thử rồi lôi bé nó vô. Nè, cái, nè. Bên đây bé nó bị hai tay á. Bé nó bị chối nắng nè. Chị thấy không? Ủa sao mình không dừng ở đằng trước này? Không, chồng em chưa có làm. Ví dụ mà đi qua cầu là nắng dữ lắm. Trời ơi, nắng vậy mà bé nó vẫn ngủ được hay trời. Nó ngủ rồi. Thôi để xích lại đằng mát đó đi chị. Kêu nó là nó thức à. Trời ơi. Kêu nó là nó thức à. Nó chói nắng mà nó ngủ vẫn được hay ha. Bình thường mà. Mấy đứa này muốn thương ghê á. 3, 4, nổi liền, dạ. Trời ơi, trời, đúng là cái câu này là trời xanh trời dưỡng này, gặp mấy đứa bé mà nó khó, nó đâu có ngủ được đâu. Đâu, nó hớt à, em kêu là nó dậy dậy à, nó dậy à. Em đâu có cho con em muốn ngủ đâu, tự nó ngủ là ngủ à. Nhưng người ta cho con muốn ngủ á, em đâu có cho con em muốn ngủ đâu. Kêu nó dậy là tự nó dậy à. Chị còn bao nhiêu tờ nữa, nhiều không? Còn có 87 mấy tờ á. Ồ, vậy thì hả? Anh mua nhiêu anh mua, còn như em bán vòng vòng được. Em đâu ép anh đâu, anh mua mấy tờ anh mua. Trời ơi trời. Thôi bây giờ như thế này nè. Chị ba loại đúng không? Ba loại. Ba loại chị lấy cho em 15 tờ đi. Mỗi loại 5 tờ. Còn em đưa chị 500 ngàn cho chị cho mấy bé nó uống sữa nha. Em đặng cho nó về, đặng cho chị về sớm nha. Mới đủ tiền không ta? Yeah.
Chứ bây giờ em không có đủ tiền để mà... Dạ anh cho nhiều, anh cho em cũng... Dạ, đếm chưa mỗi... Dạ đủ rồi mấy, anh. Mấy loại chị bán mấy loại? 15 tờ. Ba loại là 15 tờ đúng không? Mỗi loại 5 tờ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 tờ. Loại này 5 tờ? Loại này 5 tờ. Ờ, là 150 ngàn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em cho chị 500, cho chị ha. Dạ. 150 ngàn đưa chị 500 á, đếm coi đủ không? Dạ em cảm ơn anh. Thay vì em mua hết vé số cho chị á thì là chị đâu có lời nhiều đâu. Dạ. Đúng không? Em bây giờ em thì ít chơi số lắm. Dạ. Em mua thì mua ủng hộ chị chứ, đó giờ em ít dò. Dù mà anh quay vậy là anh cũng lên mạng. Dạ, để cho em mình... biết mà. Dạ. Cái này nè, cái này là gì đây? Mà hả? Ví dụ con em nó muốn nghe thì em dặn lên vậy đó. Rồi rồi, tắt đi, tắt đi. Còn ở dưới này? Đây sửa quần áo của con em vậy đó, anh em đi em sửa vậy nè. À chỉ có chị đẩy thôi hay sao? À, đẩy không vậy rồi, nào con em đói thì em mua. Chồng chị có đẩy không? Không, chồng em không đẩy. Ừ. Chồng em đi bán dạo vòng vòng vậy nè. Chứ dùng hai vợ chồng đẩy là đâu có được. Bé 3 tuổi này nói chuyện được không? Không, nó kêu ba là không à. Uh-huh. Là kêu bằng anh nè, cái tay anh không à. Sao mới biết kêu gì đâu. Nắng quá luôn, sớm giờ chưa ăn cơm nữa hả? Em hả? Không, em đến 11 giờ mới ăn cơm chay lận. Ừ. 11 giờ em ăn cơm chay tao lấy trời với số về. Nếu như mà có mong ước thì chị sẽ mong ước điều gì? Không, em đâu có mong ước gì đâu. Ủa, sao vậy? Em bắn với số bình thường thôi à. Không mong ước gì hết hả? Không, đủ ăn là được rồi. Ừ. Thương quá ta. Trời, mong ước làm cái gì? Ví dụ mà mình ở giờ em nói anh, ví dụ giờ em mà trúng với số thì hả, em đâu có đâu. Ngày nay em cũng chừa, tại tao cũng đâu trúng đâu. Vậy thôi, anh bán thôi, em không có chừa. Để 10 ngàn để cho con. Mai mốt mấy bé này nó đến tuổi đi học, chị có cho nó đi học không? Đâu có đâu, em đang ở làm giấy tờ cho con em học. Tại vì hả, gia đình của em không có cho cắt hộ khẩu lên đây. Tại em ở thành phố, em không có cắt lên đây được. Tắt cắt lên, nó là mai mốt phải nhập vô khói lắm. Tại vì thành phố còn ở đây, ở dưới quê còn trên em cho thành phố, gốc thành phố. À, sao mà chị gặp được anh? Nhỏ cháu giới thiệu cho em ông này nè. Rồi em ổng ở luôn. Dạ. Rồi thanh hai đứa này ra này rồi đi bán số rồi mấy. Chị với anh ở được bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi, ba đứa đó, hai đứa đó. Ba đứa hay hai? Hai nè. À. Là ở 3 năm. 3 năm hai đứa. Hai đứa vậy nè. Trời ơi. Năm 1 đó. Này 3 tuổi này 2 tuổi. Thì có tính sanh nữa không? Không, đâu sanh nữa. Vậy đủ rồi. Ừ. Thôi hôm nay thì em gặp cái hoàn cảnh của mình như thế này, em quay lên cho mọi người Mạnh Thường Quân biết được. Chị có số điện thoại không ta? Số điện thoại em hả? À Mạnh, thôi bây giờ em quay lên cho Mạnh Thường Quân biết như thế này. Thì mong thì sau này mình sẽ có một cái chiếc xe nào đó, hoặc là mỗi tháng mình gửi cho nó đi, nghiệp nó lắm. Dạ. Có tiền á, mình mỗi tháng mình gửi cho các bé nó trong nhà trẻ đi. Đi theo chị nắng, các bé nó lại bị say nắng nữa. Mốt em cũng định hả, sửa lại xe là xe này gãy hết rồi. Nó tàn rồi. Bây giờ em hỏi chị nè, nếu như mà bé này mỗi một ngày là bé ở bao nhiêu tiền? Ngày hả? Dạ. Ví dụ mà em đem đi gửi là một hả, 50 ngàn. Ngày? Sửa riêng á. 50, người ta cho ăn uống luôn là 50 ngàn một bé, hai bé là không, cho. Người ta giữ rồi, người ta mới cho ăn. Tiền của em bỏ ra. À. Ví dụ như em gỡ hai đứa này là hả, chi phí chứ. Trăm mấy? Vậy em mới không có gỡ. 100 ngàn hả? Ồ. Anh mà em hỏi chị nè. Là... Em hỏi chị nè. Ví dụ như bé này, hai bé này mà nó đi nắng đi mưa đi nắng vậy rồi nó bệnh rồi sao? Không, con em mấy tháng năm 3 năm nay nó bị bệnh gì đó. Không có bệnh hoạn gì đó. Chứ mà nó bị ấm hay về chỗ thú rồi vô hỏi là may bán bình thường. Trời ơi. Như con em nào mà bị kẹt tay hôm này nọ á là hả, nó nói tay nó bị chạy, bị kẹt tay lần này làm nè. Tay chết chó đó. Nhưng mà hả, lúc đầu thì nó đau nhưng mà giờ hết rồi. Nè, bị trời. Kẹt tay á. Ờ. Thương ghê á. Gặp nhiều người khổ mà hôm nay gặp chị khổ hơn nữa. Thôi em cảm ơn chị nha, hôm nào em có dịp ngang thì em sẽ, dạ, em sẽ em sẽ ủng hộ vé số chị tiếp. Dạ. Chứ sao giờ? Dạ. Dạ, chị có muốn nói lời nào không? Thôi em cũng cảm ơn anh này nọ được. Ừ. Thôi em cảm ơn chị luôn nha. Rồi, cô bác quý anh chị, đây là cái đoạn đường mà từ huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp chạy ngang đến Hồng Ngự, đi đường Tâm Nông thì sẽ gặp chị Thủy. Chị Thủy đó, sẽ gặp chị Thủy và nhớ ủng hộ cho chị Thủy vé số để các bé nó về sớm nè. Mai mốt lấy vé số nhiều hơn chút, ví dụ như nè. Ở qua em gợi ý như nè, bây giờ chị bán 1.100 vé đúng không? Chị bây giờ chị lấy cố gắng lên chị bán 1.200 vé. Rồi chị vé bán nổi đâu. Chị gửi các bé ở nhà trẻ 100 vé còn lại, gửi nhà trẻ 100 vé còn lại là mình sinh sống. Được không? Được. Nhớ hứa lần sau em ghé lại nha.
Rồi vậy đi.